Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là sập thờ gỗ gụ. Mẫu sập thờ này chúng tôi bán về Hải Phòng. Đây cũng là một đơn đặt hàng do anh Duẩn. Anh đã xem rất nhiều các cái trang mạng YouTube của các cơ sở đồ gỗ và anh đã chọn cơ sở đồ gỗ Hiền Lành làm uy tín để đặt hàng. Và bây giờ chúng tôi cũng báo luôn các cái thông số kích thước của bộ sập thờ mà gia đình anh đã đặt để thờ gia tiên. Sập thờ này mang tên gọi là sập thờ Mai Điểu, được làm từ 100% chất liệu gỗ hụ Lào. Và kích thước dài là 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17, được đục tay thủ công kênh bong sắc nét. Trong video này chúng tôi sẽ quay rất là chi tiết cho quý vị xem tất cả các cái góc cạnh. Như trên hình các bạn đang xem đây là chúng tôi đục tay thủ công 100% kênh bong, moi móc. Sập thờ này có tên gọi là sập thờ Mai Điểu hay là còn gọi là sập thờ cây mai. Mẫu này là do cơ sở đồ gỗ Hiền Lành ra mẫu vẽ mẫu. Toàn bộ phần dạ tiền là chúng tôi làm dày 6 phân, chưa kể phần chắp ghép. Tính tổng cả chắp ghép là chúng tôi làm dày 24 phân. Mẫu sập thờ này cũng đang được đánh giá là ưa chuộng và thịnh hành nhất trên cái thị trường YouTube cũng như thế giới đồ gỗ online và trong cái thế giới đồ thờ cúng tâm linh. Vừa hợp với cả túi tiền của người dân cũng như là không gian phòng thờ. Sập thờ này mang kích thước là dài 2m17, dạ dày 6 phân liền khối, chưa kể phần chắp ghép. Chân là chân 24. Phía dưới chân thì chúng tôi đục quả đào, xen kẽ có các cái hoa mai. Sập thờ mang tên gọi là sập thờ Mai Điểu. Thì bên cạnh cái mẫu sập thờ này, chúng tôi đang còn các cái mẫu sập thờ tứ linh, sập thờ rồng trầu mặt nguyệt. Chúng tôi đang có hàng mộc tại cơ sở rất nhiều, quý khách có thể qua tham khảo. Tại địa chỉ Đồ Gỗ Hiền Lành ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ bàn giao cho gia đình anh Duẩn trong cái thời gian sớm nhất. Gia đình anh ở Đình Vũ, Hải Phòng. Đồ Gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn gia đình anh đã tin tưởng và đặt hàng tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Anh đã xem rất nhiều các cái cơ sở trên YouTube. Anh đã chọn Đồ Gỗ Hiền Lành để làm uy tín đặt hàng. Và anh cũng tiết lộ là sẽ giới thiệu thêm rất nhiều khách cho cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi luôn luôn có mặt trên các cái địa điểm nóng trên toàn cầu, toàn quốc để bàn giao các cái đồ thờ cúng đẹp tới tận tay khách hàng mà không qua trung gian. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất trực tiếp. Trong video clip trước tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái mẫu sập thờ, hoành phi câu đối, khám thờ, các cái cỗ ngai thờ. Quý khách có nhu cầu làm về đồ thờ cúng bằng gỗ, quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng cái mẫu sản phẩm một. Bộ sập thờ của gia đình anh này đã được chúng tôi lên màu vernis sáng rất là đẹp, màu vàng sáng. Và video thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành, cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Quý khách có nhu cầu về làm đồ thờ cúng, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua Zalo 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp các cái thắc mắc của quý vị. Toàn bộ dạ ngang là chúng tôi cũng làm dày 6 phân, chân là chân 24. Sau video clip này chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một mẫu bàn thờ như ý. Hàng đang được đánh giá là hàng đẳng cấp và mẫu là mẫu độc quyền do cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành ra mẫu và vẽ mẫu. Quý khách hãy đăng ký kênh để xem thêm trong video clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu. Quý khách đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo thì quý khách sẽ nhận được thông báo mới nhất từ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách muốn lấy hình ảnh, quý khách có thể truy cập vào fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Chúng tôi sẽ đăng hình ảnh qua đó.
Đây là mẫu sập thờ Mai Điểu đang được thịnh hành nhất và giá cũng rất là bình dân cho quý khách trên toàn quốc, ai cũng có thể mua được. Cảm ơn quý khách đã xem video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.